Thầy xin chào tất cả các bạn của em nhé. Ở video hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chất béo, và câu chất béo này được trích ra trong đề thi thử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 2023 thì mấy ngày trước thôi. Thì tình cờ trên fanpage ấy, có mấy bạn liền đều quan tâm đến cái câu chất béo này. Thực ra thì trong nhóm VIP ấy, thì mấy hôm nữa thì thấy admin cũng sẽ đăng cái video này cho các bạn thôi. Nhưng mà các bạn đang sốt ruột, thấy câu này có vẻ như các bạn giải không giải được. Thấy số liệu nó có vẻ như là nó lẻ tung tóe ra, và tóm lại là bạn không làm ra đáp án, và nhờ thầy trợ giúp. Thì đây, nhờ thầy admin đăng câu này sớm lên cho các bạn đấy nhé, để các bạn tham khảo sớm này. Câu 74 đề bài cho như sau: hỗn hợp X gồm có chất béo Y và axit béo Z, trong đó thì hydro chiếm 11,805% về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X này thì thu được 2,64 mol CO2 cho m gam hỗn hợp X, phản ứng tối đa với 0,14 mol brom trong dung dịch. Mặt khác, m gam X thì tác dụng hết với 160 ml dung dịch NaOH1m. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được glycerol và dung dịch T. Cô cạn anh T thì thu được 43,36 gam chất rắn chứa hai chất. Đề bài yêu cầu xác định phần trăm khối lượng của anh Y trong X gần nhất với giá trị nào sau đây. Thì mình có đây, đó là mình sẽ đồng đẳng hóa nhé. Mình đồng đẳng hóa đây, đó là đồng đẳng hóa cái hỗn hợp X. Hỗn hợp X này thì gồm có ai? Rồi, lấy bút khác viết cho nó, thấy bút này viết khó quá. Ta có đây, hỗn hợp X đây thì gồm có thứ nhất là axit béo Z này. Mình sẽ có axit béo Z thì viết đại diện đó là HCOH nhé. HCOH. Chất béo Y, chất béo Y đây thì mình sẽ viết đó là HCO, HCO tất cả 3 lần C35, và mình sẽ giật hết C2 của nó ra ngoài nhé, C2 của nó ra bên ngoài này. Và rõ ràng mình đang viết này là axit béo no, đúng không ạ? Chất béo no thì mình đã vay một lượng hydro bơm vào cho nó rồi, thì bây giờ mình phải trả lại một lượng hydro, và lượng hydro đấy thì chính là bằng với lượng brom này. Thằng này sẽ là trừ 0,14 mol. Người anh em nào mà xem thầy chữa chất béo nhiều rồi thì biết thừa này, chỗ thằng hydro nó phải là dấu âm nhé. Thầy sẽ gọi số mol anh này là x mol này, anh này y mol này, và anh này z mol. Ta sẽ có phương trình như sau. Phương trình nhất là người ta đem ra nó đốt trong oxy, ta thu được đây là CO2 và HCO. Cái lượng CO2 đây bằng bao nhiêu? Lượng CO2 đây đề bài cho bằng 2,64. Em điền đây 2,64, và chúng ta sẽ có một phương trình liên quan đến bảo toàn carbon các bạn ạ. Và phương trình thứ hai đó là phương trình liên quan đến đây, đó là NaOH nhé, tác dụng với NaOH. Cái lượng NaOH đây người ta cho là tác dụng hết với 0,16 mol NaOH, đây 0,16 mol. Đấy, thì sẽ thu được đây là phần chất rắn này. Chất rắn đây sẽ gồm có ai? Thứ nhất là gồm có muối. Tất cả các bọn HCO này nhé, tất cả bọn HCO này thì sẽ biến thành HCONa, C2 và H2 này, C2 và H2 này, đó. Thì ở đây nhé, anh này nhé là X này, thì thằng này là Y này, thì mình bảo toàn HCO thì anh này sẽ là X cộng 3Y, C2 đây là Z thì điền đây là Z. Hydro đây là trừ 0,14 thì em điền đây là trừ 0,14 các bạn nhé, đó. Và ở đây thì người ta bảo là thu được ở đây là phần chất rắn, người ta không nói là muối em ạ. Như vậy thì rất có thể đây người ta dùng NaOH bị dư. Đấy, nên do đó thì phần chất rắn chúng ta lại có thêm NaOH bị dư. Thế vậy NaOH của chúng ta là ban đầu là bao nhiêu? Là 0,16 đúng không? Và nó sẽ sót lại ở đây đó là 0,16 này, 0,16 trừ đi lượng phản ứng là x cộng 3y trừ đi x cộng với 3y. Đó. Thì cộng hết khối lượng của cái phần chất rắn này vào thì em sẽ có được khối lượng là 43,36 nhé, 43,36 gam. Thế vậy thì ta sẽ có một phương trình liên quan đến gì? Đến bảo toàn carbon, một phương trình liên quan đến khối lượng chất rắn, và một phương trình liên quan đến phần trăm khối lượng của hydro. Ba phương trình ba ẩn là mình sẽ dứt điểm ở bài toán này thôi. Bắt đầu này, đầu tiên phương trình ngon ăn nhất là bảo toàn carbon trước. Ở đây bảo toàn carbon này, anh này có 1 c là x nhân 1, thằng này có 6 c là 6 nhân y, anh này có 1 c thì sẽ là 1 nhân z, và f nó bằng số 2,64 nhé, 2,64. Phương trình thứ hai là phương trình liên quan chất rắn. Chất rắn đây là 43,36 thì nó bằng HCONa là 68 nhân với x cộng 3y, cộng anh này là 14z đó, trừ đi 0,14 nhân với 2 thì này trừ đi 0,28, viết luôn cho nó gọn nhé. Cái này sẽ cộng với này khối lượng của NaOH còn sót lại là 0,16 này, 0,16 trừ đi x cộng 3y, đó. Ok. Và F nó bằng số 43,36, 43,36. Và phương trình cuối cùng là liên quan đến phần trăm khối lượng hydro trong cái hỗn hợp X này. Mình có này phần trăm này, phần trăm khối lượng của hydro trong hỗn hợp X thì nó sẽ bằng thằng này có 2 hydro thì sẽ là 2 nhân x. Thằng này có tất cả là 8 hydro sẽ là 8 nhân y, 8 nhân y. Thằng này có 2 hydro sẽ cộng với 2z trừ 0,14 nhân đôi thì là trừ 0,28 nhé, từ số đây. Ok. Chia mẫu số này. Mẫu số thì anh này có khối lượng là bao nhiêu? Anh này sẽ có khối lượng là 46 nhân x, 46 nhân x. Anh này m lớn của nó là 176 nhân y, 176 nhân y. Anh này m lớn của nó là 14, 14 nhân z, 14 nhân z. Và anh này 0,14 nhân 2, đây là trừ 0,28. Ok. Và nó sẽ bằng con số bao nhiêu? Người ta bảo là phần trăm khối lượng hydro bằng 11,808%, thế này sẽ bằng 0,11805. Ok. Và bấm máy tính thôi, và mình sẽ giải ra. Ở đây mình sẽ có giá trị x bằng, giá trị y bằng và giá trị z bằng nhé. Em bấm máy tính ra thì x sẽ bằng 0,02, y đây thì xấp xỉ nhé, 0,0399 thì nó là xấp xỉ 0,4.
và cái này là 0, và anh z này là 2,38 này. Và đây mình sẽ ghép ghép thằng gì, mình sẽ ghép thằng muối trước nhé. Ở đây mình ghép thằng muối này, x cộng với 3y này, biết x chưa? Biết rồi, biết y chưa? Biết, x cộng 3y sẽ là 0,14 mol em ạ. Đây, anh này sẽ là có số mol là bằng 0,14, được chưa? Thằng z này bao nhiêu? Thằng z này là 2,38. Thì em chỉ việc bảo toán carbon thôi, là ra số bảo toán carbon là 2,38 này. 2,38 cộng với carbon đây là 0,14, 0,14. Đó, chia số mol của muối là 0,14. Thì cái này sẽ là 18C em ạ. Thế vậy thì thằng muối của chúng ta, thằng muối mà chúng ta thu được ấy, đó là tổng là C18, thì đây sẽ là C17 này, H này, thì là COONa. H là bao nhiêu đây thì cái này rất là dễ thôi. Em thấy rằng đây anh muối này là 0,14, mol muối là 0,14 nhé, mol hydro ăn được là 0,14 nó bằng luôn, thì chứng tỏ nó có một liên kết pi, nó hụt đi 2 hydro, thì đây sẽ là bình thường là C17H35, thì bây giờ là H33. Đó, cái nếu mà ôi thấy cái tư duy bảo toàn pi thì em khó hiểu lắm thầy ạ. Thế vậy em bảo toàn hydro đi. Em sẽ có này 0,14 nhân 1 nhé, lượng hydro này 0,14 nhân 1 này cộng với này 2,38 nhân 2 này, 2,38 nhân 2 này, cộng với trừ 0,14 nhân đôi, tức là trừ đi 0,8, trừ đi 0,8, đấy toàn bộ hydro đấy. Em chia cho số mol của muối, chia cho 0,14 đây thì vẫn bằng 33 này, vẫn bằng 3 đấy, thì số hydro là bằng 33 thôi. Ok, thế vậy thì sau khi mà có thằng muối này rồi thì mình sẽ cuối cùng đó mình sẽ ghép đây, mình sẽ có đây là hỗn hợp đây, hỗn x thì mình có thằng z thì là thằng axit đúng không, axit là C17H33 COOH. Đó, thằng Y là chất béo đây sẽ là C17H33 CO, tạo ra có một muối thôi mà. Ở đây người ta bảo là thu được hai chất rắn thì nó sẽ gồm có một muối và một thằng đáo H, thế là vậy là hai chất rắn thôi. Em sẽ 35 nhé. Ok. Số mol của anh này đầu bài cho nó axit đúng không? Axit thì nó là 0,02 mol, 0,02. Còn chất béo thì nó bằng 0,04. Đúng không ạ? Thì thằng này em nhân với bao nhiêu đây? M lớn của thằng này, m lớn nhân với này. Thì cái anh chất béo này thì có m lớn nó bằng 884, còn anh axit béo đây thì nó m lớn nó bằng 282. Và nói tóm lại đây mình sẽ có phần trăm này, khối lượng của chất béo y, khối lượng chất béo y thì nó bằng 0,04 này, 0,04 nhân với 884 chia m tổng đây, chia m tổng và nó sẽ ra được kết quả đây. Thì thầy cộng cho bạn xem nhé, 0,02 này nhân 282 cộng với 0,04 nhân với 884 thì mẫu số là 41g em ạ, mẫu số là 41. Và em sẽ có 0,04 này nhân với 884 chia cho answer. Kết quả đây sẽ bằng, kết quả sẽ bằng là 86,24 nhé, 86,24%. Và 86,24 thì nó trùng với đáp án là đáp án B em ạ. Và chúng ta sẽ chọn đáp án B nhé. Ok. Xin chào các bạn nhé.